hãy sẵn sàng cho một cuối tuần đầy hành động. Từ sân cỏ nước Anh tới những ứng viên tranh đài trong tương lai của UFC, ai sẽ là ông vua trên mặt sân đất nện tại Barcelona? Hàng triệu đô của Liverpool đang được săn đón tại Adelaide, nhưng con đường sẽ đầy chông gai như chặng đua WRC tại Croatia. 22 và 23 tháng 4, đừng bỏ lỡ.